Thank you.
Thông qua cái hoạt động múa dưới nước này thì con có cái cảm xúc gì không? Con cảm nhận gì không? Dạ, sau tiết mục múa dưới này con cảm thấy rất vui và háo hức khi được xem tiết mục này. Và qua tiết mục này con đã hiểu thêm nhiều và biết thêm nhiều về những trò chơi dân gian và cũng như là bắt cá và xem các tiết mục khác. Con nhìn chú nhá. Qua những cái trò chơi múa rối nước này con cảm nhận như thế nào về những cái trò chơi này? Con thấy rất háo hức và vui khi được xem những bác múa rối nước. Những cái trò múa rối nước này thì nó gợi lại cho con những cái trò chơi như nào con vẫn chơi hàng ngày? Trò chơi múa rối nước gọi cho con được những trò chơi dân gian con hay chơi ạ. Và xin chú cho biết là để chuẩn bị cho một cái tiết mục múa ở một nơi nào đó thì mình sẽ chuẩn bị những câu công đoạn nào? Nếu mà mình mà đi biểu diễn ở nơi bất kỳ nơi nào đó, trước hết ta phải chuẩn bị là cái khâu là con rối, cho nên là cho rất là hoàn thiện, rồi sân khấu, rồi tất cả các phương tiện phục vụ cho rối ta phải chuẩn bị trước, cho rất là kỹ càng. Khi đến biểu diễn thì nó mới hoàn thiện tốt được. Hiện nay thì các phường múa rối nước trên địa bàn tỉnh Nam Định đang gặp những cái khó khăn gì? Hiện giờ thì các phường múa rối của tỉnh Nam Định là vấn đề thứ nhất vẫn là quan trọng, vấn đề kinh phí. Vấn đề làm sao mà được đủ mà phục vụ cho cái diễn viên, để đảm bảo cuộc sống của diễn viên thường xuyên thì vấn đề đó là vấn đề gặp khó khăn nhất. Thời gian gần đây thì phường mình có nhận được nhiều lời mời đi biểu diễn không, và cụ thể là có biểu diễn ở nước ngoài hay là cái lộ thì lớn nào không? Đoàn của tôi thì tôi đã từng đi biểu diễn một số nước trên thế giới, ví dụ như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc. Ở Thái Lan tôi diễn gần một năm ở bên ấy, và ở trong nước thì tôi cũng đi diễn nhiều nơi trong nước, vào tới cả Quảng Trị, và đặc biệt là diễn các trường ở thành phố Nam Định và ngoài Hà Nội. Xin ông cho biết là khi nghề múa rối nước này thì những năm gần đây các nghệ nhân mình đã cải tiến như nào để phù hợp với thị hiếu của thị trường bánh nhàn cho các nghệ nhân? Thưa toàn thể khán giả, là chúng tôi đúc kết là từ xưa là các cụ để lại, nhưng cũng một số gọi là tư liệu và một cái số cổ truyền thì chúng tôi còn giữ, còn những cái phương thức làm việc thì chúng tôi đã cải tiến đi rất nhiều để cho nó tiện phù hợp với lại toàn thể khán giả cũng như các nhà trường, các công sở họ yêu thích, thì chúng tôi đã sản sinh ra một cái gọi là mô hình thu nhỏ để cho nó tiện thuận lợi cho phương tiện đi lại và đáp ứng với mọi nhu cầu của nhân dân. Ông có thể nói rõ hơn là ngày xưa thì mình có thể ngâm dưới nước và bây giờ có thể cải thiện như thế nào? Vâng. Đúng, ngày xưa thì cái thời xa xưa thì rất là khổ, cho nên là về cái khoản thiết bị thì nó không thể có. Đến bây giờ họ đã có nhiều thiết bị để phục vụ cho các ngành, rồi chúng tôi cũng đã bắt kịp theo cái phương thức đó, thì chúng tôi cũng cải tiến đi và có phần nó nhàn hơn và lội nước nó không bị ướt như ngày xưa và có những cái hiệu quả nó cao hơn.